như thế nào. Nếu như ngày hôm nay FC Hồng Lam giành được một chiến thắng thì đó sẽ là kết quả có lợi không chỉ cho Hồng Lam mà cho cả hai, cho cả Kiện Thế Mascot. Và hai đội bóng này sẽ cùng nhau bắt tay vào bán kết. Nếu như trận này tiếp tục với kết quả hòa thì chỉ có Kiện Thế Mascot là đội bóng bắt tính trong khung thành của Hồng Lam ngày hôm nay là đội bóng Bắc Kim Toa giành vẫn đang cách mình như thế này. Đó là cầu thủ mang áo số 7 Việt Thắng. Một pha bóng khai của cầu thủ bên phía Hồng Lam FC. Hàng phòng ngự của FC thì mỗi chỉ biết tự trách mình trong những tình huống như thế này. Góc phương là khá rộng. Cao của cầu thủ.
điểm của Việt Nam. Bóng chỉ đi cao hơn khung thành của Việt Nam chúng ta một chút mà thôi. Bóng chân của đội trưởng Trung Nghệ. Đây là cầu thủ mang áo số 2. Chung cuộc của FC Sport đã giành chiến thắng chung cuộc là 3-1.